Trước đây mình không có nghĩ là mình sẽ học marketing, tại vì mình thấy là mình không có cái sense của marketing. Nhưng mà sau này thì khi mình học tại trường, mình có cơ hội được tiếp xúc và được trao đổi rèn luyện thì mình thấy là mình có sự thay đổi về cái định hướng nghề nghiệp. Và ở ISME thì cái sự hỗ trợ và cái cách mà các thầy cô build mình đó, thì mình cảm thấy là mình phát triển được rất là nhiều. Có ba cái mà mình thấy là mình thay đổi nhiều nhất sau khi mình học tại ISB là: thứ nhất là về sự tự tin, thứ hai là về sự giao tiếp, bởi vì học ở ISB chúng mình phải có giao tiếp rất là nhiều và khi mà mình đi làm nữa, cho nên là mình thấy là mình có sự thay đổi trong cách giao tiếp với các mối quan hệ với thầy cô, bạn bè và với đồng nghiệp. Và thứ ba nữa là về cái cách để mình update bản thân mình, tại vì khi mà học tại ISB thì mình không chỉ học ở trường mà mình còn tham gia rất là nhiều các cuộc thi học thuật và luôn trong cái trạng thái là tìm kiếm cơ hội để mà hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Cũng khá là peer pressure tại vì các bạn ở ISB khá là giỏi ạ. Quá trình học tập tại ISB thì mình thấy là có tác động và có ý nghĩa rất là lớn. Tại vì trước đây mình không có nghĩ là mình sẽ học marketing, tại vì mình thấy là mình không có cái sense của marketing. Nhưng mà sau này thì khi mình học tại trường, mình có cơ hội được tiếp xúc và được trao đổi rèn luyện thì mình thấy là mình có sự thay đổi về cái định hướng nghề nghiệp. Và ở ISB thì cái sự hỗ trợ và cái cách mà các thầy cô build mình đó, thì mình cảm thấy là mình phát triển được rất là nhiều. Đặc biệt là cái phần mà mindset, mình biết cái cách để mà mình tự khai thác thông tin, tự update bản thân mình mỗi ngày. Và khi mà mình quên một cái gì đó, mình biết cách remind lại bản thân mình. Ở đây thì mình muốn cảm ơn gia đình mình, đặc biệt là mẹ mình đã luôn hỗ trợ và đồng hành cùng mình trong suốt khoảng thời gian 3 năm học tại ISB. Ở trường mình thì mình rất là biết ơn thầy cô, bởi vì thầy cô ISB thật sự là một cái điểm khác biệt. Thứ nhất là về cái mặt tinh thần support, khi mà mình có vấn đề gì mình raise lên thì thầy cô vẫn luôn ở bên cạnh mình và giúp đỡ mình và hỗ trợ mình. Và có những thầy cô thì đã dạy mình xong lâu rồi nhưng mà vẫn giữ contact với mình, vẫn chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống với mình và mình rất cảm ơn vì điều đó ạ. Mình muốn cảm ơn tất cả các bạn của mình, tại vì ở ISB mình nhận được support từ các bạn rất là nhiều. Các bạn luôn hỗ trợ mình và luôn giúp đỡ và quan tâm mình. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây và đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Cảm ơn bản thân vì vẫn luôn cố gắng nỗ lực mỗi ngày để mình có thể đạt được kết quả như ngày hôm nay. Là một tân cử nhân thì mình có một số những cái lời khuyên dành cho các bạn. Thứ nhất là cái việc mà các bạn nên tham gia các cuộc thi học thuật, bởi vì sau các cuộc thi học thuật thì mình học được rất là nhiều những kiến thức và mình cũng có được nhiều mối quan hệ tại các doanh nghiệp với lại gọi là các anh chị đi trước. Và thứ hai là mình nghĩ là các bạn nên tham gia câu lạc bộ, không chỉ là ở trong trường mà cũng là ở ngoài trường, để các bạn có được cái sự rèn luyện. Thứ nhất là về mặt áp lực, cân bằng thời gian để mà vừa học vừa tham gia câu lạc bộ, và thứ hai là mình cũng có nhiều cái mối quan hệ để mà mình phát triển sau này khi mà mình ra trường. Và cuối cùng là mình muốn có một cái lời khuyên dành cho các bạn là khi mà có cái sự kết nối với thầy cô thì mình cố gắng định hướng công việc và giao lưu với thầy cô thật nhiều để mà mình có thể có những cái lời khuyên cho mình sau này.